Xin kính chào tất cả quý anh chị hàng. Lời đầu tiên cho phép Văn Hội xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý anh chị khách hàng đã luôn đồng hành cùng Văn Hội cũng như là tư vấn xe AI trong suốt thời gian qua. Và bên cạnh Văn Hội đó chính là một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, dẫn động cầu sau, sử dụng động cơ 1.5 hộp số tự động. Đó chính là Toyota Rush năm 2020, có giá niêm yết từ 668 triệu đồng chẵn. Ở trong những ngày đầu tháng 7 này, Toyota Rush sẽ có những cái bảng giá là như thế nào, chương trình khuyến mại ra làm sao? Chúng ta sẽ cùng theo dõi clip ngay sau đây. Toyota Rush thì được Toyota Việt Nam phân phối với một phiên bản duy nhất với rất nhiều màu lựa chọn, từ màu đen, trắng, đỏ, bạc hoặc là nâu. Bên cạnh các bạn đó chính là một cái màu nâu nhìn rất sang trọng đúng không ạ? Và thiết kế của phần đầu xe thì rất là nổi khối. Nhưng chúng ta sẽ đến luôn với phần bảng giá. Ở phần bảng giá thì với giá niêm yết là 668 triệu đồng. Đầu tiên đó chính là về phần khuyến mại cho chương trình trả góp. Chúng ta mua xe Toyota Rush với chương trình trả góp chỉ lãi suất 1,99% một năm mà thôi ạ. Có nghĩa là anh chị vay 100 triệu một năm, chúng ta chỉ trả có 1 triệu 9 tiền lãi thôi. Rất rẻ phải không ạ? Tương đương với một tháng thì đâu đó khoảng 0,16%. Quá rẻ, rất là rẻ luôn. Ok, ngoài ra thì đến với phần tiếp theo, đó chính là phần khuyến mại trực tiếp từ phía đại lý. Hiện nay đại lý chúng tôi thì trừ trực tiếp vào giá bán bằng tiền mặt lên đến vài chục triệu đồng. Cùng với đó vẫn tặng kèm theo những hạng mục phụ kiện như là dán phim hoặc là bọc sàn, bọc ghế chính hãng. Còn cụ thể cái khuyến mại về cái phụ kiện là chính xác là như thế nào thì anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền, để Văn Hội có cơ hội được chia sẻ và phục vụ cho quý khách hàng một cách chu đáo nhất. Xe đủ màu giao ngay đến tay anh chị khách hàng và hỗ trợ mọi chương trình trả thẳng trả góp và giao xe toàn quốc. Bây giờ chúng ta sẽ ngắm nhìn Toyota Rush một lần nữa trước khi đến với phần tổng chi phí lăn bánh. Kế của phần đầu xe, anh chị có thể nhìn thấy chi tiết. Anh máy quay sẽ tiến gần hơn để thấy được rằng là Toyota Rush với những các đường gần nổi cũng như là mặt ca lăng lên đến 4 nan. Logo Toyota ở phía trước, xe sử dụng động cơ 1.5, hệ thống đèn trước dạng LED kết hợp với giải đèn LED như dạng ban ngày này, trông rất sang luôn. Và đó chính là cái đèn sương mù nữa. Ở phía dưới thì chúng ta có thêm ốp màu bạc này, trông như là tôn lên cái màu rất là nổi khối luôn. Còn ở phần phía sườn xe, đầu tiên ấn tượng nhất đó chính là hệ thống la răng đúc phay lên đến 17 inch, trông rất là nổi khối luôn. La răng đúc 17 inch với thông số lốp là 25/60R17. Rất tuyệt vời, lốp béo, rất tuyệt vời luôn. Sử dụng động cơ 1.5 đua VVTi cho khả năng tăng tốc cũng như là tiết kiệm nhiên liệu rất tốt. Hệ thống đèn xi nhan được tích hợp luôn trên gương và với khả năng là gương gập điện. Rất hay luôn. Cái màu nâu này anh chị có thể nhìn thấy được, nó rất sang trọng luôn. Chìa khóa thông minh nhá. Và đây, anh máy quay sẽ nhìn chéo vào trong này. Đây là cái nội thất cơ bản nhất, chưa được thêm gì, vẫn nguyên bản, rất là new của nhà sản xuất luôn. Trang bị một màn hình DVD theo xe, hệ thống điều hòa tự động, hệ thống vô lăng với khâu da, một màn hình đa thông tin cũng như là các điều khiển phím thoại rảnh tay và volume trên vô lăng. Hộp số thì nhà sản xuất trang bị dạng hộp số dạng zig zag kết hợp với cả những cái giải số low D2, D3 R, rất tuyệt vời luôn đúng không ạ? Đó, ghế nỉ cao cấp với các thành be này và túi khí lên đến 6 túi khí luôn. Ở hàng ghế thứ hai chúng ta có được gì? Ở hàng ghế thứ hai thì chúng ta vẫn có các hệ thống chỉnh ghế rất dễ chịu và cũng vẫn các thành be ghế rất dễ chịu luôn, và tất cả các ghế đều có gối tựa đầu rất sang trọng. Còn ở phần thứ ba đó chính là phần đuôi sau. Đây đó chính là phần thiết kế của đuôi sau của chiếc Toyota Rush năm 2020. Ngay từ phía trên đó chính là anten dạng vây cá mập cho khả năng khuếch đại sóng radio và FM, bắt sóng cực tốt luôn. Dạng tiếp theo đó chính là cái cánh lướt gió liền thân này. Khi mà đi đường dài anh chị mới thấy được rằng cái giá trị của cái cánh gió này, nó sẽ ghim cái đuôi sau xuống, nó không bồng bềnh. Các bạn chị cũng biết không, những cái xe thể thao bắt buộc phải lắp cánh lướt gió, đó chính là tính khí động học. Nó trượt như là nó ghim xuống, đi tốc độ cao nó ở cái phần đuôi sau ấy, nó bám rất chắc luôn. Anh chị để ý xe nào mà đa phần bây giờ ngày nay người ta đều trang bị cái cánh lướt gió. Camera lùi nhá, tích hợp theo xe luôn này.
Hàng ghế thứ ba có thể gập như thế này để chúng ta để những cái đồ vật to, rộng, cao, dài rất thoải mái luôn. Hệ thống cảm biến lùi cũng được tích hợp luôn theo xe. Và lốp sơ cua thì nằm ở đâu? Lốp sơ cua chúng ta sẽ nằm ở phía dưới này nhá. Và kia dẫn động cầu sau, đúng như lời Văn Hội nói, rất tuyệt vời phải không ạ? Cho khả năng tăng tốc và bám đường. Muốn mở lốp sơ cua thì chúng ta chỉ cần cho cái lỗ này vào đây thôi. Đó, rất hay luôn. Trang bị rất là sang trọng đấy ạ. Ok, đây là chúng ta ngắm nhìn lại phần đuôi sau lại một lần nữa này. Và bây giờ anh máy quay sẽ ngồi ở phía ghế sau để chúng ta có thể nhìn tổng quan được một lần nữa cái nội thất ở bên trong từ phía sau. Nào, anh máy quay sẽ quay để thấy được rằng là đây là tổng quan nội thất ở phía sau. Nhìn từ phía sau ra phía trước, tuyệt vời nhất có lẽ đó chính là hệ thống cân bằng điện tử. Ngoài ra thì đây là hệ thống vô lăng, đúng không ạ? Hệ thống đèn tự động bật nhá. Điều hòa tự động, đèn tự động. Trang bị rất sang trọng và bề thế luôn. Đó, nhìn cái hệ thống đèn này rất sáng này. Các bạn nhìn thấy không? Rất hay luôn. Màn hình này. Chìa khóa thông minh nhá. 6 túi khí. Rất sang trọng luôn và có những cửa gió rất nhiều thứ ở cả đằng trước lẫn đằng sau luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại một lần nữa đến với phần tổng chi phí lăn bánh ngay sau đây. Rồi đó chính là tổng quan về cái bảng giá của đầu tháng 7 của Toyota RAV cũng như là hình ảnh tổng quan, vì Văn Hội cũng review nhiều lần rồi thì quay rất nhanh để anh chị có thể ngắm nhìn thấy chi tiết là tổng quan, hình ảnh ngoại thất cũng như nội thất nhanh thôi. Và bây giờ tổng chi phí lăn bánh thì nếu ở một tỉnh khoảng 10% thuế, Hà Nội 12 hoặc Hà Tĩnh là 11, còn các tỉnh thành khác sẽ là 10 hoặc như là Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn chẳng hạn đang là 12%, thì chúng ta tổng chi phí lăn bánh cho chiếc Toyota RAV này 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc sản xuất năm 2020 chỉ khoảng hơn 700 triệu đồng. Cách tính thì rất đơn giản thôi. Chúng ta nếu mà 10% thì chúng ta là cộng thêm 66,8 triệu tiền thuế, đúng ạ? Ở Hà Nội thì chúng ta lại cộng thêm 20 triệu tiền biển và 2% thuế vì xe nhập khẩu mà. Thì đâu đó ở Hà Nội nó khoảng hơn 700 một chút đấy. Còn ở tỉnh nó chỉ nhỉnh một chút xíu thôi vì chúng ta cũng trừ khuyến mại đi rồi. Còn chắc chắn là sẽ trên 700 triệu các bạn nhé. Chắc chắn trên 700 triệu một chiếc xe. Nhưng ở tỉnh gần như con số 700 đó là điều đương nhiên rồi. Còn ở thành phố Hà Nội chắc chắn nó phải 700 hơn một chút nữa. Cụ thể con số là như thế nào cho từng vùng miền thì anh chị hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới để Văn Hội có cơ hội được chia sẻ cũng như phục vụ quý anh chị khách hàng một cách chu đáo nhất ạ. Vâng, nếu thấy hay hãy bấm nút like, share, comment, đăng ký, ủng hộ kênh để Văn Hội có động lực ra thật nhiều clip hay nữa. Và anh chị thường xuyên bấm để cập nhật được rằng là những cái bảng giá luôn thay đổi và kết hợp mới nhất cũng như nhiều chương trình khuyến mại khác nhau ạ. Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Goodbye.